thế vào, đúng không? Yeah. Ok, một cái mình có thể khảo sát thêm các cái nồng độ khác nhau. Rất là nhiều cái, nhiệt độ cũng được, nhưng mà nhiệt độ gì? Nhiệt độ trong quá trình chích ly hay là nhiệt độ ngoài trời hay là nhiệt độ phòng thí nghiệm hay nhiệt độ gì? Nhiệt độ trong quá trình chích ly. Gì nữa? Thời gian chích ly. Rồi, là chích ly tiếp. Dạ là pH. Đúng rồi, pH. Như là dạ là phần tỷ lệ của nguyên liệu với lại nước. Nguyên liệu, nước. Rồi, ok, nguyên liệu với dung môi, đúng không? Đi đã. Enzyme thì ngoài cái ví dụ nồng độ enzyme thì còn còn mình có thể khảo sát cái gì nữa? Loại enzyme, enzyme protease hay là aminase gì 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 đấy, loại enzyme. Và thì bây giờ sóng siêu âm thì sao? Mình có thể khảo sát cái gì? Dạ, sóng là mình sẽ khảo sát về tần số. Tần số, công suất của siêu âm. Rồi, thì nữa. Thời gian siêu âm, đúng không? Cái thời gian kia mình có thể khảo sát đấy là thời gian của toàn bộ quá trình. Ở đây là thời gian mình chỉ siêu âm 10 phút, 15 phút hay là 20 phút thôi. Rồi, ok. Thì như vậy mình nhìn liệt kê qua thì chúng ta thấy rất nhiều quá trình mà nó có thể ảnh hưởng đến của động sâm này, cái hiệu suất thu hồi này. Và cái hàm mục tiêu của chúng ta sẽ là gì? Là hàm lượng saponin thu được. Vậy thì nếu mà khi mà tiến hành thiết kế thí nghiệm ra theo dạng luân chuyển chuyển biến Offset này, chúng ta sẽ làm như nào? Thì đây là một cái mô hình lưu đồ mà mình có thể cho từ cái này là một cái ví dụ. Thì thứ nhất, giả sử thầy chọn năm trong những cái mà vừa rồi mình kê ra thôi, và sát tỷ lệ nguyên liệu dung môi, ảnh hưởng của thời gian chiết, nồng độ enzyme, công suất siêu âm và thời gian siêu âm. Thì cái việc mà chúng ta sắp xếp cái nào chúng ta khảo sát trước, khảo sát sau tùy thuộc vào tình hình thực tế. Thì giả sử như ở đây thầy tiến hành khảo sát về tỷ lệ nguyên liệu dung môi trước, mình đánh giá xem cái nào ảnh hưởng lớn nhất trước thì mình sẽ khảo sát trước. Thế thì khi mà tiến hành cái mình tiến hành năm thí nghiệm, một là khảo sát ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu dung môi, thì ảnh hưởng của tỷ lệ nguyên liệu dung môi thì mình khảo sát ở các mức khác nhau, 1:10, 1:15, 1:20, vân vân đến 1:35. Khi chúng ta khảo sát tỷ lệ nguyên liệu dung môi thì chúng ta sẽ cố định các yếu tố như thời gian, như nồng độ enzyme, công suất siêu âm, thời gian siêu âm, vân vân. Vậy tiến hành xong cái thí nghiệm một thì giả sử như là mình đi khảo sát các cái tỷ lệ này và giữ cố định ảnh hưởng của thời gian, ví dụ như 60 phút chẳng hạn, ảnh hưởng của nồng độ enzyme là 0,05, công suất là 93,75, còn thời gian là 15 phút chẳng hạn, giữ cố định những cái sau, thì kết quả của thí nghiệm 1 mình sẽ thu được là vậy điều kiện tối ưu của tỷ lệ nguyên liệu trên dung môi là bao nhiêu, đúng không? Tối ưu của cái tỷ lệ nguyên liệu trên dung môi là bao nhiêu. Rồi sau khi mà mình tối ưu được xong thì giả sử như thế tối ưu được tỷ lệ nguyên liệu trên dung môi là 1:20 chẳng hạn, tối ưu được nó là 1:20, thì sau khi tối ưu được cái tỷ lệ nguyên liệu trên dung môi 1:20 thì mình làm gì tiếp? Chúng ta đi làm thí nghiệm thứ hai khảo sát thời gian. Thì bây giờ cái yếu tố tỷ lệ nguyên liệu trên dung môi mình sẽ lấy luôn cố định tại cái giá trị tối ưu,
bằng 1/20. À, khảo sát thay đổi những yếu tố khác thì giả sử như mình thí nghiệm thứ hai chúng ta rút ra được là tối ưu là 90 thì chúng ta lại tiếp tục làm đến cái thứ ba là khảo sát enzyme. Enzyme thì chúng ta lại cố định là gì? Dung môi là 1/20, thời gian là 90 và mình chọn được tỷ lệ enzyme mà thế này và lần lượt như vậy thì mình sẽ được cái bước số trích ly phù hợp. Bộ thông số trích ly phù hợp là sẽ thu được bộ thông số trích ly phù hợp. Rồi vậy thì câu hỏi đặt ra đây là gì? Làm thế nào để chúng ta khảo sát được cái tỷ lệ nguyên liệu trên dung môi khi mà khảo sát xong được kết quả rồi thì mình chọn được cái giá trị tối ưu làm nào để rút được cái kết luận cái bộ kinh nghiệm và chọn ra được cái yếu tố phù hợp tối ưu. Thì để mà chúng ta rút ra được vậy thì chúng ta sẽ đi tiến hành xử lý số liệu thôi, vẽ đồ thị đúng không? Thì một cái đồ thị mà rất là giúp ích cho mình trong quá trình mình chọn cái điều kiện tối ưu là đồ thị interval plot. Interval plot chúng ta đã được học ở trong phần thực hành đấy, là được vẽ cái interval plot rồi. Đây, giả sử thầy đi khảo sát thời gian ở các mức với hàm lượng saponin là 30, 60, 90 vân vân. Thì mỗi mức thì tiến hành làm lặp lại 3 lần. Bây giờ tiến hành xử lý số liệu này thì chúng ta làm là vẽ cái đồ thị, đúng không? Vẽ đồ thị là interval plot. Yeah. Rồi nhìn vào đồ thị này thì chúng ta sẽ có những thông tin gì? Ví dụ ở đây giá trị trung bình là 0.172 và chúng ta có các cái interval tức là cộng trừ các cái GSD tương ứng. Rồi các cái ký hiệu chữ cái A, B, C này nhớ không? Học thực hành rồi thì biết rằng ký hiệu chữ cái này nó ý nghĩa là gì? Dạ. Ừ. Không nghe câu hỏi. Dạ thầy hỏi ạ. Nào là em không nghe thấy thầy nói à? Hay là không kịp nghe hay như nào mà hiểu ý thầy đó. Đây này, ý nhìn các chữ cái không? A, B, C này không? Yeah. Ý nghĩa của nó là cái gì? Hôm trước học là trong thực hành mình phải đi điền ra cái chữ cái này rồi đúng không? Có học không? Dạ, có. Vậy thì ý nghĩa của nó là cái gì? Cái đó. Dạ thầy, là mấy chữ ABC đó là nó giống nhau hay khác nhau này? Giống nhau là như là ví dụ như cái 30 với cái 60 thì là ý nghĩa là nó AB A xong rồi B ấy, thì ý nghĩa là đấy. Là cái hàm lượng nó giống nhau hay khác nhau này?
năng lượng saponin ở ở đúng thời gian 10 phút hay 60 phút là nó giống nhau hay khác nhau? Thì bây giờ trong trường hợp này là giống nhau hay khác nhau? Dạ nó khác nhau. Tại Ừ. vì Cái gì? hai chữ AB nó khác nhau, với lại cái hàm lượng nó cũng chênh lệch nhau. Mình không nên nhìn là cái hàm lượng nó chênh lệch nhau. Đúng không? Ở đây nếu mà đã tiến hành xử lý thống kê và xử lý đúng nha, tiến hành là phải xử lý và xử lý đúng, thì khi mà ký hiệu cái chữ AB này tức là gì, tức là hàm lượng saponin thu được ở cái mức thời gian 60 ấy, nghiệm thức thời gian 60 và cái nghiệm thức 30 ấy, thì nó khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê. Đó. Với một cái mức ý nghĩa nào đó, ví dụ như là 5%. Thế còn nếu mà nó giống nhau, ví dụ như là 60 với 90 kìa, cùng ký hiệu chữ A kìa, thì nó không khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê, tức là gì? Đã không khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê thì tức là nó giống nhau. Rồi chưa? Rồi vậy thì bây giờ giả sử như thầy thu được cái kết quả như thế này thì chúng ta kết luận như thế nào? Kết luận như thế nào? Cái nào sẽ là tối ưu? Mỹ Dung. Rồi có Dạ Mỹ cái Dung nghe. Theo thứ hai là cái B, cái đầu tiên. Đầu tiên là cái bao nhiêu? 30 á. Dạ. Một tại sao? Thầy hỏi nhiều, rất là nhiều lớp khác rồi. Chưa nên đứa nào chọn 30. Là sao vậy? Nhắc lại này, với cái hình như thế này ấy, thì theo em chọn bây giờ em làm thí nghiệm xong được như này đúng không, em chọn kết quả là em xem sẽ trích ly ở bao nhiêu phút, thời gian là bao nhiêu, nghe rõ không, phải không? Dạ, thời gian 90. Thì sao? Thế em cứ nói theo ý của em là thế này, em chọn vì sao em chọn 90. Em thích số 90 nó đẹp. Vừa lại 30 không thích là chuyển sang 90. Dạ, tại em thấy nó cao nhất đó. Ừ, tức là ý của em là em nhìn thấy nó cao nhất thì em chọn là 90 đúng Dạ. không? Ừ. Rồi hỏi nước khác. Thành đạt ha. À dạ, có em. Ừ. Anh nhắc lại câu hỏi không? À, Nó cần nhắc lại câu hỏi không? dạ, hay nhắc lại. Thầy không hiểu ông chúng con này học kiểu gì, trả lời đến mấy lần thì thầy đã nhắc lại 2-3 lần câu hỏi, giờ đến phòng gọi đến lại nó nhắc lại. Ồ, chọn 90 phút đúng không thầy? Thầy đã hỏi là chọn bao nhiêu, Chọn em chọn 90 phút. vì sao? Tại vì nó cao nhất. Rồi thế vừa nãy con nghe cái đoạn mà thầy bảo là 60 với 90 cùng là ký hiệu chữ A không, ý nghĩa là gì?
Nên bây giờ tôi nhắc lại cái phần thầy đã giảng rồi. Bây giờ ký hiệu chữ A thì ý nghĩa là gì? Thế rồi nếu mà 30, 60 nó ký hiệu chữ A với chữ B thì bây giờ ý nghĩa nó là cái gì? Duy. Dạ, em nghe thầy ơi. Cảm ơn em. Dạ, em nghĩ là ở mức 226 và ở mức 256 thì có thể là em nghĩ là cái nó không có đại khái là cái mức ý nghĩa nó như nhau, là nó không khác biệt về cái mức ý nghĩa cho của hai cái giá trị này thầy. Thầy vừa nói sao thầy không nói thế? Thầy nói như là hai cái cùng ký hiệu một chữ cái thì sao? Bọn này chỉ nghe nhắc lại cũng nghe nhắc lại được. Lạ nhỉ. Mà đi học này không ghi chép gì à? Thầy giảng thì có mỗi cái slide đấy rồi thì chẳng thêm cái gì thì phải ghi nó vào chứ. Chưa Hoài Nam. Em thưa thầy là cái giá trị thu được của cái hạn mục tiêu ở thời gian 60 và 90 là cao nhất và nó khác nhau không có ý nghĩa. Chính vì thế là chúng ta có thể chọn cái nào cũng được. Nhắc lại to cho chúng nó nhớ chúng nó ghi lại cái ký hiệu mà cùng chữ cái thì sao? Thầy cùng chữ cái là khác nhau không có ý nghĩa à? Là giá trị và mục tiêu khác nhau không có ý nghĩa. Nhớ là giá trị nó khác nhau không có ý nghĩa chứ không phải nó không có ý nghĩa hay nó có ý nghĩa. Giá trị của hàm mục tiêu khác nhau không có ý nghĩa về mặt thống kê với cái mức ý nghĩa là 5% bao nhiêu? 5% này hả? Yeah. Thế còn A với B thì sao? Thế thì A với B là giá trị thu được của hàm mục tiêu khác nhau có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa là 5%. Rồi vậy thì ở đây là em chọn cái nào? Thưa thầy là theo em nghĩ thì chọn cái nào cũng được. Nếu như mình cần thời gian ngắn á, có cái yếu tố phụ là cần thời gian ngắn thì chúng ta sẽ chọn 60. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ chọn 90. Tức là em chọn cái hai này. Như Mana mà trả lời ở đây, nếu mà chúng ta chỉ nhìn vào một cái đồ thị đấy thôi thì chúng ta không thể nói là mình chọn 90 hay 60 được. Vì sao? Bởi vì cái giá trị hàm lượng của sampling ấy nó không khác nhau, đúng không? Trong trường hợp này các bạn có thể nhìn là 0,226 với lại 0,5256, nhưng chúng ta đã tiến hành xử lý thống kê rồi và nó khác nhau không có ý nghĩa. Đó, cái này rất là quan trọng bởi vì là đến ngay cái khóa vừa rồi, khóa 10 đi bảo vệ, đến lúc bảo vệ khóa luận tốt nghiệp rồi, trong cái bài khóa luận tốt nghiệp mình rồi mà vẫn còn kết luận sai, vẫn còn kết luận theo mấy bạn mà trả lời vừa rồi là 90, bởi vì 90 nó cao nhất. Nhưng mà như vậy thì mình không hiểu cái ý này. Đó. Nó cùng biểu diễn một cái chữ cái rồi, tức là tiến hành xử lý thống kê nó đã không khác biệt với nữa rồi. Thì chỗ này mình có thể chọn 60, có thể chọn 90. Đó. Chúng ta không thể để đưa ra được là cái 60 hay 90 là tối ưu được. Thế nhưng
thì câu hỏi là, nhưng mà cuối cùng mình vẫn phải chọn đúng không? Vậy chọn nào thì mình sẽ phải lấy thêm chỉ tiêu phụ, chỉ tiêu phụ hay nói khác là lấy thêm các hàm tiêu khác đúng không? Lấy thêm các hàm tiêu khác. Ví dụ như là bây giờ mục tiêu của tôi là lấy cái thời gian chết nó ngắn hơn để tôi đỡ tốn hóa chất thì tôi chọn 60 đúng không? Thế nhưng một bạn khác bạn bảo là tôi còn cần một cái thời gian cái đoạn mà để nó siêu âm để cho nó chết đấy, là tôi đi làm việc khác, tôi đi làm cái mẫu khác và tôi chọn 90 để cho nó phù hợp với thời gian, hoặc là tôi còn đi tranh thủ lên trên lớp để học đúng không? Tôi để chết cho đến 90 vậy thì 90. Vậy chúng ta sẽ phải lấy thêm các cái hàm mục tiêu khác để chúng ta chọn đó. Rồi thì đấy là ý nghĩa nhé, để sau này mà bạn đi làm khóa luận đấy, làm cái gì cũng thế thôi, làm quan đánh giá cảm quan cũng tiến hành xử lý thống kê, nhưng mà thứ xử lý thống kê xong thì mình phải biết được cái ý nghĩa của mình chọn, chứ không phải là đến đây xử lý xong rồi xong cuối cùng vẫn kết luận là 90 thì lúc đấy cái việc xử lý thống kê của mình không còn ý nghĩa nữa đó. Đó, sai đi. Được chưa? Rồi, nha. Trên chỗ này thì mình cũng nhắc lại thêm về cái chỗ ưu điểm với lại nhược điểm của cái OFED với lại cái factorial design. Thì cũng giống như hôm trước là mình làm cái một yếu tố về factorial design thôi. Nếu mà chúng ta tiến hành thí nghiệm theo kiểu OFED ấy, thì chúng ta chỉ khảo sát một yếu tố thay đổi thôi, nên là chúng ta không đánh giá được cái ảnh hưởng của các cái yếu tố với nhau, đúng không? Ví dụ mình cố định A xong đi làm B, xong lại cố định B đi làm A, vậy thì mình không ảnh hưởng được, không đánh giá được. Vậy thì nếu mà A B nó cùng thay đổi thì cái nó lại ảnh hưởng như nào? Còn OFED thì chúng ta đánh giá được sự ảnh hưởng của A B, và nhìn thấy tính thiếu hụt của cái điểm ảnh hưởng của A B trong cái thiết kế này, đúng không? Rồi thì đây là cái phần đầu tiên, là phần đầu phép. Chúng ta sang phần thứ hai. Phần thứ hai là sẽ là thiết kế thí nghiệm theo bề mặt đáp ứng. Ở trong phần này thì nó sẽ liên quan đến phần factorial design, nên là chúng ta làm một cái bài tập để nhớ lại cái cách thiết kế thí nghiệm dạng thiết kế trận của một cái thí nghiệm dạng 2 mũ 5 trừ 1 với phần nữ sinh y bằng trừ 2 b c d, chỉ ra cái yếu tố trong thiết kế nào. Đọc đề bài này cho thầy biết rằng vậy thì trong bài này người ta đang thiết kế theo dạng gì, thiết kế dạng gì. Hôm trước mình học mấy cái đấy, một yếu tố này, đúng không? Hai yếu tố thì mình có full factorial design này, rồi là fractional là đầy đủ dạng rút gọn này, đúng không? Dạng đầy đủ thì lấy mà các trường hợp đặc biệt thì có hai mũ k, đúng không? Ba mũ k, hoặc là full factorial design dạng rút gọn thì chúng ta có hai mũ k trừ một, hai trừ b. Vậy thì trong trường hợp này nó đang rơi vào trường hợp nào đây? Minh Anh. Võ Minh Anh rồi đấy không? Dạ, hai mũ k trừ một thôi. Ừ, đúng rồi, rơi vào trường hợp hai mũ k trừ một, đúng không? Và này anh Linh đi học chưa? Rồi, ok, hai mũ k trừ một. À, vậy thì cho thầy biết là cái này nó sẽ có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Trường hợp như này thì sẽ có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Minh Anh trả lời luôn. Bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột. Nghe không nhé? Dạ, có phải.
Cái gì? Em trả lời đi thì nghe nó nhanh nhé. Muốn lại nhất lên. Dạ, 4 cột thôi. Ừ, 4 cột. Sao có 4? Em trả lời đúng hai. Không, em trả lời thì ai, thầy từ bấy giờ cả lớp đang đợi em ấy. Về có bao nhiêu hàng, bao nhiêu cột? Tại sao lại là... tại sao lại 4? Em nghĩ là 5 chữ. 5 chữ 1. Các bạn đi hả? Ờ, Hà Doanh. Có tất cả là 4 cột. Thế sao 4? Bốn cột là những cột nào? Mỹ Dung. Dạ. Hay là mấy cột? Nó có 4 cột là x1, x2, x4 với 1 cột là x1, x2, x3, x4. Đúng rồi, nó như là 1 cột nào x1. Vậy là tổng là mấy cột? Nói lại thì không nghe lắm. Hay là 5 cột. Ừ, 5 cột. Vì sao nó là 5 cột? Hay là nó có 4, 4 cột là cột 1 là x1, x2, x3, x4, cột 5, và x1, x2, x3, x4. Tại vì nó có 5 yếu tố đúng không? Trong trường hợp này, 5 yếu tố thì ít nhất là phải có 5 cột chính và 1 cột respond. Rồi có bao nhiêu hàng? Bao nhiêu hàng? 16 hàng. 16 hàng. Ừ, 16 hàng. Ờ. Ờ, ok, như vậy là một cái ma trận sẽ có 5 cột chính x1, x2, x3, x4, x5 và 16 hàng. Rồi, ok. À, vào lớp viết đi. Rồi, các bạn 3 phút để chúng ta viết nhá. Viết xong mà chụp lên trên Zalo nhá.
Rồi nào chụp ảnh đi. Nhanh 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 nhanh. À, chụp lên trên Zalo xem nào.
Linh Đan, làm đâu rồi? Dạ, em biết được cái gì chưa? Anh từ bấy giờ ngồi chơi. Dạ, em đang viết. Đang viết rồi, viết được cái gì chụp lên trên Zalo nhanh. Chụp ngay lập tức, không thể viết thêm cái gì cả. Đi ra. Mỹ Đan ở đâu? Dạ, dạ. Có em đem chụp. À, tất cả chụp. Dừng bút chụp hết lên như nào. Vì đan sai này, x5 sẽ bằng trừ x1, x2, x3, x4. Nên là cái cột x5 của em sai này. Thiên nhi ta sao tự nhiên lại thêm một cái cột ABCD, E nó cái gì đấy. Mình chỉ có 5 cột là A, B, C, D, E và một cột respond nữa thôi. À, không tự nhiên thêm cái cột A, B, C, D, E nữa chứ. Tương tự như vậy, Bảo Ngọc này. Thêm cái cột X1, X2, X3, X4, X5 nữa cái gì. Cái này đang là thiết kế thí nghiệm dạng 2 mũ 5 trừ 1. À, rồi thầy hiểu ý rồi. Tức là bạn ấy làm theo cách số 1, đúng không? Bạn ấy chọn tất cả những cái trừ 1 và một cái nhưng cũng được. Hơi dài. Rồi, ok. Rồi, thầy thấy đa số các bạn này viết là đều được. Ừ. Bạn nào mà chưa biết được thì xem bài các bạn ha. Mấy bạn gửi đầu tiên ấy, thầy thấy là đúng không? Rồi chúng ta sang cái phần thứ hai, đấy là phần phương pháp bề mặt đáp ứng. Phương pháp bề mặt đáp ứng. Còn với phương pháp bề mặt đáp ứng này thì hình dung như là chúng ta đi núi. Mục đích của chúng ta là phải đi tìm cái đỉnh núi, đúng không? Vậy thì làm thế nào, cái câu chuyện mình là gì, làm thế nào để từ một cái vị trí bất kỳ ở trên ngọn núi ấy, các bạn phải tìm hướng để làm sao đi được đến đỉnh núi một cách nhanh nhất, đúng không?
đỉnh núi của chúng ta hay chính hay nói khác đấy chính là cái giá trị tối ưu của cái hàm đáp ứng của cái hàm mục tiêu. Đó. Rồi vậy thì khi mà tiến hành leo núi, người ta sẽ chia chúng ta thành chia cái đoạn mà leo núi nó thành hai cái đoạn chính. Đoạn thứ nhất được gọi là cái vùng mà vùng chân núi. Đây của mình tưởng tượng này, nó dốc như này. Thì chúng ta thấy là cái đoạn từ đây trên trong cái khoảng này thì nó có khả năng là nó có thể là tăng, nhưng cũng có lúc hở nó giảm một chút, nhưng xu hướng chung của chúng ta là xu hướng tăng lên trên đến đỉnh. Rồi vậy thì người ta sẽ tiến hành cái cách mới là người ta sẽ tiến hành xây dựng một cái phương trình bậc một để từ cái chân núi này lên đến vùng gần đến vùng đỉnh núi. Rồi thì cái phương pháp mà xây dựng ở đây người ta sẽ xây dựng này theo phương pháp gọi là phương pháp leo dốc. Sau đó thì đến cái vùng mà gần đỉnh núi rồi thì chúng ta sẽ thấy là lúc này nó không phải là tân theo cái phương trình tuyến tính nữa, mà là một cái đường cong. Đường cong thì chỗ này sẽ là theo một cái phương trình gọi là phương trình bậc một. Còn cái đường cong này thì sẽ là một cái phương trình bậc hai, là chương trình gọi là mục tiêu ấy. Rồi thì cái đoạn mà phương trình bậc hai này chúng ta sẽ đi thiết kế kinh nghiệm theo cái gọi là response survey methods, và phương pháp là sử dụng cái phương trình bậc hai. Thế còn chỗ đoạn này thì là theo phương trình một, còn mình sẽ sử dụng phương pháp leo dốc. Nên để hai cái phương pháp này sẽ là như thế nào? Thì trước khi mà chúng ta đi vào các phương pháp cụ thể ấy, thì một số khái niệm chúng ta cần nhớ là thứ nhất là khái niệm mặt đáp ứng. Khái niệm này khi mà học cái phần đầu về thiết kế thí nghiệm thì mình cũng có nhắc đến rồi. Mặt đáp ứng là cái gì? Khi mà các bạn biểu diễn cái hàm mục tiêu phụ thuộc vào các cái giá trị yếu tố khảo sát ấy, trên một cái đồ thị, thì cái đồ thị này sẽ được gọi là đồ thị bề mặt đáp ứng. Mặt đáp ứng hay gọi là mặt đáp ứng. Đây, nếu mà cái phương trình mà mình biểu diễn sự phụ thuộc của yếu tố khảo sát đến hàm mục tiêu là phương trình bậc 1, thì mình sẽ có cái mặt đáp ứng là một cái mặt phẳng. Thế còn nếu mà là phương trình bậc 2 thì mình sẽ có mặt đáp ứng, chúng ta sẽ là cái mặt cong. Hai thì chúng ta sẽ có một mặt cong, được chưa? Thì đấy là hai cái dạng mà chúng ta hay gặp, mặt phẳng và mặt cong. Rồi mặt phẳng thì là đấy là phương trình bằng một, mặt hai mặt cong là phương trình bằng hai. Cái khái niệm thứ hai đấy là khái niệm về đường đồng mức. Đường đồng mức là cái gì? Nếu mà chúng ta tiến hành chiếu cái mặt đáp ứng ấy, lên một cái mặt phẳng chứa các cái biến x1, x2 thì chúng ta thu được các cái đường, các bạn nhìn đó, những cái đường cùng ở một cái đường thì giá trị của hàm mục tiêu là như nhau. Thế chưa? Cùng một đường thì giá trị của hàm mục tiêu sẽ là như nhau. Và khi mà giá trị của hàm mục tiêu là như nhau thì sao? Thì những cái vị trí khác nhau, các bạn nhìn đó, nó đều ở những cái vị trí khác nhau này. Thế chưa? Thì ứng với lại các cái giá trị mà của x với lại y khác nhau, nhưng mà cái giá trị hàm mục tiêu thì vẫn là giống nhau, thì cái đường này được gọi là đường đồng mức. Đồng mức tức là cùng giá trị của hàm mục tiêu, đồng mức. Tiếp tục, khái niệm tiếp theo đấy là miền thí nghiệm. Miền thí nghiệm là cái gì? Miền thí nghiệm là cái vùng giá trị mà các yếu tố nhận, cái yếu tố khảo sát nhận. Miền giá trị là vùng giá trị yếu tố khảo sát nhận. Thì cái ví dụ như miền giá trị của chúng ta đây là gì? Từ 100 đến 100. Được
từ 100 đến 170. Đó. Rồi. Còn đối với lại x2 của chúng ta là từ 10 này, còn như đâu? Đến 50. Đấy là các vùng giá trị. Tương tự như vậy thì x1 bên này chúng ta sẽ là thêm là -1 đến 1 này. Và đây chính là cái vùng mà khảo sát từ mức thấp đến mức cao ấy. Cái này là theo biến hóa, thế còn cái này là theo biến thực. Đó. Tương tự như vậy bên này. Rồi. Chúng ta có một khái niệm nữa là khái niệm điểm dừng. Điểm dừng là cái gì? Là cái điểm mà tại đó cái giá trị của hàm mục tiêu ấy, nó đổi hướng. Giá trị của hàm mục tiêu nó đổi hướng. Đổi hướng là gì? Ví dụ như là các bạn nhìn này, nó có thể là đang theo xu hướng trend thì bây giờ nó đổi quay sang xu hướng giảm. Và cái điểm dừng chính là cái điểm mà tại đó giá trị hàm mục tiêu nó đổi hướng. Và chính cái điểm dừng này là cái điểm mà đạt cái giá trị hàm mục tiêu, đạt cái giá trị cực đại hoặc là cực tiểu. Nếu mà trường hợp này là cực đại, trường hợp này cũng là cực tiểu. Rồi, thế còn cái phương trình bậc 1 này, first order model này, first order model. Thế còn phương trình bậc 2 tương tự. Rồi, đấy là cái phần một số khái niệm ha. Hiểu được cái này để chúng ta đi vào cụ thể hơn. Rồi thì chúng ta sẽ sang cái phương pháp đầu tiên xử lý cái đoạn chân của núi, phương pháp leo dốc. Mình tưởng tượng như sau. Thầy có một cái đồ thị biểu diễn là cái gì? Các đường mức. Ở đây các bạn nhìn này, đây là những cái đường đồng mức này. Vừa nãy cái đường đồng mức thì hiểu rồi đúng không? Là đường mà tại đó cái giá trị của hàm mục tiêu ấy là không thay đổi. Rồi. Thế thì ví dụ với đường đồng mức này thì hình dung là đây, cái vùng này này chính là vùng mà đỉnh núi mà chúng ta cần phải leo đến. Đúng không? Giả sử như là chúng ta ở một vị trí bất kỳ trên cái ngọn đồi này, cái núi này, vị trí số 1. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi leo dốc. Leo dốc thì chúng ta leo như này. Đây là chúng ta sẽ lấy ví dụ mà chúng ta có một ở một cái vị trí này, vị trí x1 đây. Này, vị trí số 1 của mình này. X1 thì sẽ là bằng nhìn vào chỗ này, cho thầy biết rằng x1 là bao nhiêu, x2 là bao nhiêu và giá trị hàm đang là bao nhiêu. Mai là Thanh Mai. Mai là đây không? Yeah. X1 là vị trí 1 có như thế nào? Cho thầy biết xem là X1 là bao nhiêu, X2 là bao nhiêu? Để trả lời cho. Như thế nào tranh chuẩn để trả lời cho á? Anh em. Rồi. Dạ đây thầy ơi. Đưa ra nó tranh trả lời cho bạn ra bấm với em. Hãy hộ. Dạ có em ạ. Thưa thầy là X1 là 180 ạ. 80 đúng không? Ok. Dạ được rồi, X2 là
170. 270 đâu? Một là nhìn này, làm khi mà các bạn nhìn một một cái đồ thị thì hiểu được rõ chứ. X1 là như nào? Đây, X1 đây, nhìn không? X2 đây. Dóng nó xuống, nó ra X1, X2. Y là bao nhiêu? Nhìn vào cái đường đồng mức ấy để mình xem ra là Y là bao nhiêu? Y là 1. Đây là một kỹ năng mà chúng ta có thể rèn luyện này. Kỹ năng đọc cái đồ thị của người khác, người ta vẽ ra để sau này mình biết được rồi thì mình còn vẽ được cái nó tương tự. Một cái đồ thị này khi mà chúng ta nhìn vào thì nhớ thấy là ở cái điểm 1 này, X1 đang là 80, vì sao? Nó xuống X2 là 180, thấy không? Rồi Y là bao nhiêu? Này, nhìn vào các đường đồng mức này, ví dụ như ở đây nó nằm trên đường đúng mức bao nhiêu? Thưa thầy là 75 ạ. Nó nằm gần đường đồng 75 đúng không? Nằm giữa 70 và 75. Vậy thì mình có thể ước lượng để mình suy ra. Ví dụ như là 74 chẳng hạn. Thấy chưa? Đúng không? Rồi tiếp tục này. Bây giờ nếu mà chúng ta đi tiến hành leo dốc thì chúng ta leo nhẹ. Bây giờ chúng ta cố định 80, đúng không? Cố định ở cái 80. Sau đó thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta tiến hành cố định ở trong 80 và tiến hành di chuyển, tức là thay đổi cái x2. Thay đổi thì mình có thể tăng hoặc giảm, đúng không? Giả sử như thầy thay đổi tăng lên, được chưa? Tăng lên thì mình sẽ thu được là cái gì? Rồi. Tăng lên đấy thì chúng ta sẽ thu được là x2, giả sử như thầy tăng lên rồi thì x1 thầy vẫn là bằng 80, x2 là bằng bao nhiêu? Thì tăng lên thành 190 đó. Rồi thì y2 bây giờ kết quả thu được là bằng bao nhiêu? Nó rơi vào tầm giữa 55 và 60, tức là không phải 57 gì, hoặc là 56, 57 gì đó. Vậy thì nếu mà với cái trường hợp như thế này ấy, thì mình sẽ thấy ngay là gì? Cái giá trị Y2 của mình nó sẽ nhỏ hơn Y1, đúng không? Vậy thì tức là chúng ta đang đi sai hướng, bởi vì là mình đang muốn nó tăng dần, đi lên dần đỉnh luôn, đúng không? Vậy chỗ này thì mình đi sai hướng. Vậy sai hướng thì sao? Sai hướng thì mình quay ngược lại, đi theo đường khác. Ở X3 đi theo đường khác, tức là vẫn giữ là 80. Nhưng bây giờ với tăng lên thì thấy sai hướng rồi. Thì bây giờ mình phải giảm nó đi. Bây giờ giảm về 170 thôi. Còn thấy không? Vậy khi mà giảm về 170 thì Y3 người ta thu được bằng bao nhiêu? Đây. Nó rơi vào đường đồng mức 85. Họ thấy nó tăng lên, ok, tốt rồi. Thế mà mình đang đi đúng hướng rồi. Mình đi đúng hướng đi tiếp. Đúng không? Đi đúng hướng đi tiếp. Mình sẽ đi đến điểm thứ tư là X1. Có hai đứa là đứa đi làm. Thầy ơi. Thôi. Y1 là phải là 79 chứ. Bữa chị nhé. Em là chị. Không là đi nhung về chị nhớ không? Y1 sao lại 79 em? Nó nằm ở gần gần đường 75 à? Hả? Ủa. Sorry. Đúng không? Đang nằm ở cái đường 75 à? Dạ. Rồi. Bây giờ X1 tiếp tục mình tăng nó lên, đúng không? Bây giờ đang đi đúng hướng thì đi tăng nó. X1 vẫn giữ 80. X2 bây giờ giảm xuống còn 160, đúng không? Thì Y4 đã thu được nằm ở đường gần 90, vậy thì nó sẽ là 89 chẳng hạn. Vẫn tăng, vậy là tiếp điểm số 5.
Rồi, điểm số 5 thì x1. Bây giờ vẫn 80. x2 bây giờ chỉ còn 150 thôi. Rồi thì x5 thì bắt đầu thấy nó xu hướng nó giảm dần. Bây giờ chỉ còn tầm khoảng 82, 86 rồi chẳng hạn. Rồi. 87. Rồi. Y5 bắt đầu nó giảm. Tuy nhiên là nó giảm không nhiều lắm. Rồi nó giảm không nhiều thì có thể là nó rơi vào cái đoạn kiểu này, tức là nó gù ghề, đúng không? Nên là chúng ta vẫn phải đi làm tiếp, bởi vì là nếu mà nó giảm chưa nhiều thì tức là mình chưa thể khẳng định hoặc là bước đây nó sai hay đúng được, mà mình phải đi tiếp nhưng một vài bước nữa để mình xem là, ví dụ nếu mà ở đây thì nó giảm xuống gù ghề một xíu này, thế nhưng mà cuối cùng nó lại tăng, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình đi thêm một hai bước nữa mà nó vẫn giảm thì tức là mình lại đi sai, đúng không? Nên là bây giờ chúng ta tiếp tục đi đến điểm số 6. Điểm số 6 bây giờ vẫn là 80, x1 là 80, x2 bây giờ chỉ còn 140 thôi. Thì điểm số 6 mình đã bắt đầu. Thì 6 của chúng ta bây giờ chỉ là còn đến khoảng bao nhiêu đây? 80 đúng không? Chỗ này là rơi vào tầm 82 này. Bắt đầu nó giảm rõ ràng. Vậy thì chúng ta stop lại. Quay lại điểm số 4. Quay điểm số 4. Như vậy chúng ta đã tìm được miền tối ưu của cái x1 vừa nãy mình đã tìm được miền tối ưu của x2. Tiếp tục bây giờ chúng ta đi giữ cái x2 giữ cái x1 đi điểm số 7 này. Tại bây giờ mình sẽ giữ x2 đạt điểm tối ưu là bao nhiêu vừa nãy 4 là 160 đúng không? Bây giờ mình thay đổi x1. Thay đổi thì bây giờ tôi chả biết là tăng lên hay giảm đi. Thì tôi lại đi giảm nó đi, đúng không? Giảm đi thì là sử dụng 80 giảm. Nhớ là chỗ này là mình, các bạn nhìn không? Thầy phải giảm theo từng bước một và các bước lại phải giống nhau, đúng không? Để mình có thể đưa ra xin lúc thì ông đi cách nhau 20, lúc thì đi cách nhau 10, thì lúc ấy nó khó để kết luận. Chúng ta phải giảm giống nhau. Thì thầy thu được Y7. Bây giờ bắt đầu mình thấy là nó giảm đáng kể, đúng không? Nó chỉ còn tầm chỗ 80, tầm khoảng 82 thôi. Mà so với lại cái 4, điểm 4 này là 89 nhỏ hơn vậy. Tức là gì? Tức là mình cái đoạn này đang đi sai. Và chúng ta quay tiếp, quay lại. Vẫn giữ X2 160, nhưng mà X1 bây giờ tăng lên là 90. Rồi và tăng lên 90 thì Y8 mình thấy là nó tăng lên. Đúng không? Bây giờ nó lên tới khoảng 93. Đó. 93 thì ok, tăng là đi tiếp điểm số 9. X2 vẫn giữ 60. X1 bây giờ là 100. Rồi thì điểm số 9 và điểm số 8 thì mình sẽ thấy là bắt đầu Y9 cũng tầm cỡ 93, 94 gì đấy, đúng không? Và 92 gì đấy. Nó không thay đổi. Rồi không thay đổi thì có thể là Google thôi. Đi tiếp. 10. Điểm số 10 của chúng ta là còn X2 còn 60. 160. Còn X1 thì bây giờ là tăng lên 110. Bắt đầu thấy nó giảm. Bây giờ đến đây nó giảm xuống là Y10 bây giờ chỉ còn 85 thôi. Chỗ này chắc phải tầm 87 thì là khoảng khoảng nhé. Rồi như vậy thì mình sẽ thấy là thì bắt đầu nó giảm rồi, tức là sai rồi. Vậy là nó đã đi quá cái dốc rồi. Đúng không? Vậy thì mình sẽ suy ra được là cái vùng này này. Mình có thể là từ vùng 3 đến vùng 5. Chúng ta có thể lấy cái vùng tối ưu từ vùng 3 đến vùng 5. Và cái này là từ 4 đến 10, đúng không? Cái vùng này được gọi là vùng tối ưu. Vùng này là vùng tối ưu. Vậy bằng phương pháp leo dốc này thì các bạn cứ đi làm,
sai, chúng ta quay lại chúng ta đi. Vậy thì kiểu gì cũng là cũng sẽ tìm ra được cái vùng mà nó đạt giá trị cực đại, gọi là vùng tối ưu đó. Rồi, tuy nhiên thì với cái phương pháp này thì mình sẽ thấy là chúng ta phải làm khá là nhiều thí nghiệm, tức là chúng ta cứ phải thử, sai thì chúng ta phải đi lại đó. Nên là nó tốn thời gian, nhưng mà ưu điểm nó rất là đơn giản và kiểu gì chúng ta cũng sẽ tìm được cái vùng tối ưu đó. Ngoài ra thì cái nhược điểm của cái phương pháp leo dốc này là gì? Cái vùng tối ưu này nó khá là rộng, trong khi đó là cái đoạn tối ưu nó nằm ở đây, nên là cái việc mà tìm ra thì nó chưa hiệu quả lắm. Thì chúng ta có để cải thiện ngay thì chúng ta sử dụng một cái phương pháp gọi là phương pháp đường dốc chính, phương pháp đường dốc chính, rồi steepest. Phương pháp đường dốc chính này thì nguyên tắc là gì? Nguyên tắc là người ta dùng để tìm cái vùng tối ưu bằng cách là đi theo cái đường dốc gọi là dốc lớn nhất. Đó. Tức là giống như khi mà mình đi leo núi, nếu mà chúng ta đi càng dốc, đi càng theo cái đường mà thẳng đứng lên ngọn núi, thì tức là đi theo đường mà dốc nhất, thì cái khoảng cách, tức cái quãng đường mà chúng ta đi sẽ càng ngắn. Vậy làm thế nào để chúng ta tìm được cái đường dốc chính, hay là chúng ta tìm được cái đường nó dốc nhất đi? Thì về toán học, nguyên tắc của chúng ta là gì? Chúng ta đi theo hướng mà luôn luôn vuông góc với đường đầu mức. Đi theo hướng mà vuông góc với đường đầu mức. Đó. Là mình nhìn đấy, cái hướng 1 mình chả biết là đi theo hướng nào, nhưng mà mình sẽ đi theo hướng vuông góc với đường đầu mức. Chỗ này cũng vuông góc với đường đầu mức, vuông góc. Đó. Và khi mà vuông góc được mức rồi thì nó sẽ đi đến được cái hàm mục tiêu một cách nhanh nhất. Ở thì đây là cái biểu diễn dạng 2D và 3D, nếu mà cái núi mà chúng ta đi vuông góc thì chúng ta sẽ đi được con đường này đến đỉnh. Còn nếu mà biểu diễn 2D thì vuông góc, vuông góc với đường đầu mức, đấy là nguyên tắc nha. Rồi vậy thì ví dụ như vẫn là cái bài toán vừa rồi. Bây giờ thay vì việc là chúng ta đi như vừa rồi, đúng không? Thì chúng ta sẽ đi theo cái phương pháp đường dốc chính này. Chúng ta làm như này, từ một vị trí này, tôi tiến hành là xây dựng một cái đồ thị dạng 2 mũ k, xây dựng một cái hàm mục tiêu dạng 2 mũ k. Rồi thì làm nào để xây dựng hàm mục tiêu 2 mũ k? Thì từ cái điểm này chúng ta đi tiến hành là lấy mức thấp một điểm, điểm này coi như là mức tâm này. Đó, chúng ta sẽ lấy mức thấp là mức cao của x1, x2. Đây nè, mức thấp x1, mức cao. Đó. Nên mình được một cái hàm số. Nhá. Sau đó thì từ cái vị trí này thì chúng ta làm cái gì? Chúng ta đi tìm cái đường dốc chính. Đường dốc chính của chúng ta tìm bằng cách nào? Đường dốc chính là đường và vuông góc với lại cái hàm mục tiêu, đúng không? Vuông góc với lại cái đường đột mức. Nên là cái đường dốc chính ấy, nó sẽ được tìm bằng cách là cho cái đạo nó chính là bằng đạo hàm bậc 1 của hàm mục tiêu theo các biến x1, x2. Toán học ạ, nó là đạo hàm bậc 1 của hàm mục tiêu theo biến x1, x2. Rồi thì đạo hàm thì tính ra thì mình sẽ tìm được cái điểm, tức là chúng ta sẽ tìm được cái vị trí để đi đến điểm số 2. Đó. Tiếp tục là từ điểm số 2 chúng ta đi tiếp đến điểm đây, điểm số 1 này, để đi đến điểm số 5 này. Từ điểm số 5 chúng ta lại tiếp tục vuông góc thì chúng ta tìm được điểm số 6. Đó. Từ điểm số 6 này thì chúng ta làm gì? Chúng ta tiếp tục vuông góc trên đường đồng mức. Đồng mức bây giờ đường này bây giờ vuông góc thì nó phải đi theo đường khác. Rồi đến điểm số 7. Tiếp tục từ điểm số 7 này, đã đi vuông góc tiếp, thì mình sẽ thấy là từ cái điểm số 7 vuông góc thì giá trị y bắt đầu nó sẽ, vậy thì thôi dừng lại đó, đúng không? Tức là đã sai rồi, và chúng ta suy ra được cái vùng tối ưu chính là vùng tạm bởi cái đường 5, 6, 7, đúng không? Thì mình so sánh với cái điểm tối ưu kia thì mình sẽ thấy ngay là gì, nó tối ưu hơn thì nó chứa toàn hầu hết cái vùng mà giá trị tối ưu của hàm mục tiêu, và cái điểm, cái số lượng thí nghiệm làm nó ít hơn rất là nhiều.
Rồi, thì đây là cái phương pháp gọi là phương pháp đường dốc chính ha. Để mình sau này khi mà các bạn đi làm thí nghiệm ấy, thì chúng ta cũng có thể khảo sát đối với lại cái giai đoạn đầu của thí nghiệm ấy, mình chưa biết cái gì thì chúng ta có thể khảo sát được được ở cái đường dốc chính này ha. Rồi, vậy thì các bước để chúng ta làm cái đường dốc chính này chúng ta làm thì phương pháp thiết kế thí nghiệm đường dốc chính ấy, là phương pháp tối ưu hóa dựa trên việc là tìm kiếm một hướng đi tăng lên với độ dốc là lớn nhất. Có độ dốc lớn nhất. Rồi phương pháp này thì dùng để tìm cực đại hoặc là cực tiểu của một số cái hàm nhiều biến. Các bước thực hiện nó bao gồm này. Đây, vừa lấy mình là khởi tạo một cái điểm bất kỳ trên không gian tìm kiếm, đúng không? Là điểm bất kỳ. Sau đó thì làm gì? Tính toán lại độ dốc của cái hàm số tại cái điểm này. Tính toán bằng cách đạo hàm, tính đạo hàm bằng một số biện pháp biến x1 đến 2. Chọn hướng đi tăng lên là hướng có độ dốc lớn nhất. Hướng đi tăng lên là hướng có độ dốc lớn nhất. Tìm kiếm một cái điểm mới bằng cách là di chuyển theo cái hướng này với một khoảng cách nhỏ nhất định và tiến hành lặp lại các bước từ 2 đến 4 cho đến khi mà cải thiện được giá trị của hàm số. Thì đối với lại cái này thì một cái chú ý của chúng ta để đảm bảo cái phương pháp này nó không bị rơi vào một số cái điểm cực đại hoặc cực tiểu cục bộ đúng như vậy đấy, nó gồ ghề thì chúng ta nên chạy nhiều lần, tức là chúng ta nên làm nhiều cái thí nghiệm với các điểm khởi tạo khác nhau và các cái vị trí xuất phát ban đầu khác nhau, thì cái đó thì nó sẽ không bị cái trường hợp và rơi vào cái điểm gọi là cục đại hoặc cực tiểu cục bộ. Cực đại hoặc cực tiểu cục bộ, đấy là cái mà mình cần phải chú ý. Rồi tiếp tục. Đây, mình lấy một cái ví dụ cụ thể. Bây giờ thầy có một cái ví dụ là gì? Thầy xét một cái hiệu suất một cái phản ứng nào đó mà nó phụ thuộc của nhiệt độ và phản ứng và thời gian bằng reaction time và reaction temperature. Cái yếu tố khảo sát của thầy ở đây trong cái hàm mục tiêu ấy là hiệu suất của phản ứng. Thì làm thế nào để chúng ta đi thiết kế được thí nghiệm dạng này thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây mình sẽ có là từ cái giá trị từ cái ban đầu ấy, đúng không? Từ một cái điểm khởi tạo ban đầu ấy, thì chúng ta đi thiết kế thế dạng thí nghiệm là 2 mẫu k, nhớ không? Lại giống như vừa rồi, 2 mẫu k trong trường hợp này có 2 yếu tố để 2 mẫu 2 thì chúng ta có đây là các cái thí nghiệm ở và một số cái thí nghiệm ở tâm để chúng ta làm. Sau khi làm xong thì chúng ta xử lý số liệu, đúng không? Giống như là factor là đợt dài hôm trước, chúng ta thu được cái gì? Chúng ta sẽ thu được cái giá trị y bằng tương lai được cái hàm mục tiêu phương trình hồi quy của thằng bình dương, được chưa? Ở phương trình này thì mình thấy đây là gọi là thiết kế dạng là 2 mũ 2 nên là phương trình là một cái phương trình mà bậc 1 và phương trình bậc 1 first order. Rồi bây giờ tiếp tục làm nào, đến cái bước số 2. Bước số 2 này chúng ta phải đi tìm cái đường dốc chính, đúng không? Thì tìm đường dốc chính thì chúng ta sẽ tìm bằng cách là chúng ta sẽ lấy cái điểm 0 đấy di chuyển dọc theo cái đường dốc chính. Rồi thì tìm được đường dốc chính bằng cách là đạo hàm. Cái đường dốc ấy, cái độ dốc ấy, nó sẽ là đạo hàm bậc 1 với lại cái biến x1 và đạo hàm bậc 2 là bậc 1 với lại biến x2. Thì tức là nó di chuyển với các bạn là 0,075 đối với x1 và 0,325 đối với x2. Đạo hàm bậc 1 với x1 thì mình thu được giá trị là 0,775. Đạo hàm bậc 1 đối với x2 thì thu được là 0,325. Ở sau đó thì chúng ta sẽ di chuyển với một cái đoạn, tức là mình đã chọn một cái đoạn di chuyển nhất định. Ở thì chúng ta đoạn chọn delta x
1, lên sẽ bằng 1. Thì delta x2 nó sẽ được tính theo công thức này, bằng beta 2 chia beta 1 chia k chia các đoạn di chuyển đó. Rồi, và nó tính ra là bằng 0,42. Được, 0,42. Rồi, thì sau đó chúng ta đi di chuyển để tìm cái điểm tối ưu. Chúng ta có giá trị orange này. Đó, giá trị ban đầu 0,0 này. Sau đó thì delta là cái bước di chuyển. Là đối với x1 là di chuyển theo từng bước là 0,1 đơn vị. Đối với x2 di chuyển từng bước là 0,42. Thì chúng ta sẽ được các cái bước di chuyển khác nhau. Rồi sau đó làm thí nghiệm để mình xem là cái biến đáp ứng thì nó thay đổi như nào. Thì kết quả thí nghiệm sẽ được biểu diễn ở trong cái hình như này. Với cái hình như này thì chúng ta có thể thấy được là gì? Các cái bước di chuyển này mình có thấy là nó tăng dần. Tăng đến một cái giá trị nào đó thì bắt đầu nó có xu hướng là xuất hiện cái vùng tối ưu. Đó thì chúng ta sẽ stop vào đây, dừng vào đây. Thấy chưa? Và chúng ta tìm ra vùng tối ưu. Và bây giờ ở cái vùng tối ưu này thì mình phải đi xây dựng cái phương trình bậc 2. Đó. Ở cái vùng tối ưu này mình sẽ phải đi xây dựng cái phương trình bậc 2 đối với lại cái cảm biến. Rồi, xây dựng phương trình bậc 2 thì chúng ta sẽ làm những cái này thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp các cái kỹ thuật gọi là kỹ thuật bậc cao này. Ở đây chúng ta sử dụng hai phương pháp là phương pháp CCD và phương pháp Box Behnken. Vậy thì bây giờ mình tổng hợp lại một xíu đã. Mình hình dung là được cái quá trình mà chúng ta thiết kế thí nghiệm nó bao gồm có gì. Hôm trước chúng ta có tổng hợp cái này rồi. Một yếu tố thì bao gồm completed random design, đúng không? Tức là thiết kế dạng là gì đây? Chúng ta thiết kế dưới dạng là gọi là ngẫu nhiên hóa hoàn toàn, đúng không? Chia khối ngẫu nhiên rồi bình phương Latin, đúng không? Dạng hai yếu tố thì chúng ta sẽ có là thiết kế dạng là đầy đủ hai mũ k ở hai mũ k trừ p, đúng không? Hoặc là full factorial design ở đây bề mặt đáp ứng này. Bề mặt đáp ứng thì cái phần đầu, phần mà chân của chúng ta là chúng ta sẽ thiết kế ra dạng là hai mũ k cộng n không thì đấy là số lần nạp tại tâm. Còn đối với bậc 2 thì chúng ta sẽ thiết kế có hai cái dạng chính là CCD và dạng thứ hai là Behnken. CCD là tiếng Việt là gì? Là thiết kế phối hợp, thiết kế thí nghiệm phối hợp có tâm. Thiết kế thí nghiệm phối hợp có tâm. Có tâm ở đây là có cái điểm tâm chứ không phải là có tâm. Ok nha. Thiết kế thí nghiệm phối hợp có tâm. Ở trong cái này thì người ta chia thành hai loại nhỏ hơn dựa vào cái giá trị alpha mà người ta dùng. Đó là RCCD, tức là thiết kế thí nghiệm phối hợp có tâm dạng tâm xoay. Còn cái yếu tố thứ hai là SCCCD, là thiết kế thí nghiệm có tâm nhưng mà dạng tâm mặt. Rồi mà thiết kế bóc bên can thì người ta ký hiệu hay ký hiệu đó chính là BBD. Bây giờ mình sẽ làm nốt cái phần này. Còn các phần khác mình đã tìm hiểu xong rồi. Vậy thì chúng ta thiết kế như thế nào? Thứ nhất là phương pháp thiết kế thí nghiệm phối hợp có tâm CCD. Với cái phương án thiết kế thí nghiệm có tâm thì CCD này thì người ta sẽ chia các cái điểm thiết kế thành ba cái phần. Phần thứ nhất là gọi là phần nhân, thì phần này thiết kế giống hệt với dạng hai mũ k. Giống hệt với dạng hai mũ k như vậy là mình nhận thấy không, giống hệt hai mũ k thì mình nhận thấy sẽ thu được khi mà chúng ta viết cái này, ví dụ hai mũ hai hoặc hai mũ ba. Tiếp theo là trong trường hợp mà k mà lớn bằng 5 thì mình có thể thiết kế dưới dạng là hai mũ k trừ p. Rồi
cái phần tiếp theo là gọi là đây, phần này là phần nhân để thiết kế cái thí nghiệm hai mẫu gan. Rồi tiếp theo là phần điểm sao. Phần điểm sao, điểm sao là cái phần này, bốn cái giá trị điểm sao này trong trường hợp mà cao bằng hai. Rồi thì điểm sao này số thí nghiệm nó sẽ bằng 2k, 2 nhân k. Điểm sao này là cái gì? Là điểm mà ứng với một cái vị trí, một cái giá trị alpha nhất định. Trong trường hợp mà FRCCD thì alpha nó sẽ bằng 2 mũ k trên 4 trong trường hợp k nó 5. Thế còn trường hợp là FCCD thì alpha sẽ được xác định là bằng 1. CCD này được gọi là phase central. Rồi tiếp theo là điểm tại tâm. Tại tâm của thí nghiệm thì tâm của thí nghiệm chính là cái điểm giữa này. Đây, cái điểm này thì điểm tâm thì giống như mình hay làm thôi, không 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 rồi mà tổng hợp lại thì mình được thu được cái thí nghiệm này, được gọi là thiết kế, phương pháp thiết kế thí nghiệm phối hợp có tâm. Các bạn nhớ không, phối hợp cả điểm sao có tâm. Và nếu mà điểm sao nó nằm ở đây thì được gọi là tâm xoay. Vì sao? Vì nó tạo thành một hình tròn, các bạn nhìn đó. Rồi, thế còn nếu điểm sao là trừ một đây này, tại đây này, thì được gọi là tâm mặt. Rồi. Thì đây là tổng hợp lại thôi. Tổng hợp lại xem thôi. CCD này. Thì chúng ta sẽ có là dạng là tâm xoay này, tâm xoay ký hiệu là rotatable cũng là xoay này, CCD. Thế còn tâm mặt thì là FCCD, alpha 1 này, alpha bằng này, trong trường hợp alpha lớn 5. Thế còn nếu mà alpha nhỏ 5 thì nó bằng 2 mũ k trên 4. Rồi thế thì bây giờ chúng ta sẽ thử một cái thiết kế ha. Giả sử thầy cần thiết kế thí nghiệm cái dạng là 2 mũ 2. Đó. Không phải 2 mũ 2. Và thầy cần thiết kế cho k bằng 2. Được chưa? Tức là có 2 yếu tố. Rồi. Thế thì việc đầu tiên cũng giống như là trong cái factory design. Mình phải xem là với 2 cái yếu tố đấy thì có bao nhiêu hàng và bao nhiêu cột, đúng không? Thì số cột cũng giống như trong factory đề ra, có bao nhiêu yếu tố thì sẽ có bao nhiêu cột, thấy chưa? Rồi, thế còn số hàng nó sẽ bằng số thí nghiệm, đúng không? Vậy thì số thí nghiệm xác định là bằng này. Công thức là số thí nghiệm sẽ bằng 2 mũ k cộng 2 nhân k, 2 mũ k là số thí nghiệm nhân 2k là số thí nghiệm tại điểm sao này, cộng với n0, 2 mũ k cộng 2k cộng n0, 2 mũ k cộng 2k cộng n0. Rồi, thế thì 2 mũ k sẽ là gì? Trong trường hợp này, ví dụ trong trường hợp này nhé, thì sẽ là 2 mũ 2 cộng với 2 nhân 2, đúng không? Cộng với n0 thì n0 là một cái thí nghiệm, là số mà mình sẽ phải chọn. Mình có thể tự tùy chọn n0. Giả sử thầy muốn chọn n0 là bằng 3 đi chẳng hạn. Thì số thí nghiệm sẽ bằng 22 là 4 này, cộng 4 là 8, cộng 3 là 11. Nha. Số thí nghiệm ha. Bây giờ thầy cùng viết đó các bạn. Giả sử thầy mã hóa cái biến x thành là 3, cái là x1, x2, x3. Thầy cần phải làm viết là 11 thí nghiệm. Rồi. Tất nhiên là một lúc nào thì mình cũng cần một cái response đấy. Biết rồi. Ok, vậy thì bây giờ chúng ta viết như nào đây? Đầu tiên là viết cái thí nghiệm ở nhân trước, là 2 mũ 2 trước. 2 mũ 2 là 4. Mình cắt ra.
À, đọc cho thầy thiết kế 22. Vi Đan nữa. À, dạ. Đọc cho thầy 42. Dạ, trừ 1. Trừ 1. Cộng 1. Ừ, chỗ này sorry nhầm đó, chỗ này chỉ có x1 x2 thôi vì mình đang thành cao 2 trừ 1 4 trừ cộng 1 dạ tiếp tục trừ 1 trừ 1 cộng 1 cộng 1 đúng không? Dạ. Ok, thì cái đoạn này này chính là đoạn hai đợt k còn gì đâu, ở 2 mũ k thì chúng ta cả lớp mới viết rồi đúng không? Tiếp tục đến điểm sao, chúng ta chú ý này, để mà viết được điểm sao thì mình phải viết được, phải tính được cái alpha, đúng không? Trong trường hợp này giả sử như thầy cần vẽ là dưới dạng RCCD, rotatable là dạng thiết kế thí nghiệm phối hợp có tâm của một dạng tâm xoay, vậy thì alpha nó sẽ là bằng 2 mũ k/4, đúng không? 2 mũ k/4 tức là 2 mũ k ở đây là mấy? K là 2/4, đúng không? 2 1/2, đúng không? 1.41. Rồi vậy thì chúng ta viết đi sau, cái này là -1.41. À, nhìn nhìn này, khi mà một cái giá trị là nhận ở cái điểm sao thì các giá trị khác là nhận giá trị không, nên là cái này không. Ờ, cái này là 1.41 thì cái này là không, thấy chưa? Rồi ngược lại đến x2 nhận giá trị điểm sao 1.41 này không, và 1.41 không, thấy chưa? Thì bốn cái thí nghiệm này là bốn cái thí nghiệm tại điểm sao 2k, thấy chưa? Rồi còn lại thì thí nghiệm ở tâm thì không. Đây là thí nghiệm, thiết kế thí nghiệm phối hợp có tâm dạng tâm xoay. Rồi, các bạn hình dung vào chưa? Nào, bây giờ đến lượt mình thực hành. Viết cho thầy thiết kế thí nghiệm phối hợp có tâm RCCD trong trường hợp K bằng 3, N0 bằng 2. Nào, lớp viên. Ở chỗ này các bạn hiểu chưa? Có thắc mắc gì không? Không gì cần hỏi không? Đối với lại cái trường hợp 22 này, trường hợp mà K12 này, vấn đề gì không? Còn nếu không vấn đề thì chúng ta sẽ thảo luận lại. Sao mà cái chỗ 2K nó có số 0 vậy? Rồi, nó lại 2K này. 2K ngồi là tại điểm sao nha. Điểm sao tức là điểm như nào đây? Mình nhìn điểm sao tức là cái điểm nó nằm ở trên trục. Vậy thì ví dụ như ở đây trục này có thể là trục X1 đúng không? Trục này trục X2 thì các bạn nhìn nó tại điểm này thì cái tọa độ của X2 sẽ là mấy? Thế là không đúng không? Tọa độ X1 là đây, chỗ này là trừ alpha, chỗ này là alpha này. Vậy thì tọa độ của cái điểm này này sẽ là gì? Là trừ alpha không, tọa độ của cái này là gì? Là alpha không, đúng không? Tương tự như vậy thì bây giờ lấy mà sang đến x2 thì đây, tại điểm sao thì x1 vẫn bằng mấy? Không, nào x2 thì chỗ này là alpha, cái này là không alpha, cái này là gì? Không trừ alpha, được chưa? Còn đấy là thí nghiệm tại tâm. Rồi, viết đi. Cảm ơn thầy.
Rồi sao rồi, xong chưa? Chụp lên trên Zalo đi. À, cả lớp chụp lên đi, thầy xem là đúng hay sai. À, cả lớp dừng lại và chụp luôn lên trên Zalo xem nào. Chụp lên đi, chụp nhanh nhanh nhanh. Tất cả chụp lên trên Zalo để xem. Thanh Mai. Đúng chưa? Minh Anh. Khả Doanh. Đấy, Hậu. Linh Phương. À mấy đứa phải đọc tên đấy, chụp đi nhanh em. Linh Phương đâu? Còn đây không? Lê Thị Linh Phương. Em đây thầy ơi. Nhanh em. Ok. Có thể thấy là tất cả những bạn mà chụp ở bên trên Zalo ấy thì đều làm đúng rồi. Còn lại những bạn nào mà không cố định không muốn chụp hoặc là muốn làm thì để chúng ta xem. Trong trường hợp mà lớn hơn số kinh nghiệm chúng ta sẽ tăng lên. Trong trường hợp là cái số yếu tố tăng, đây là số yếu tố này, thế mà hai thì mình sẽ có lắp so giờ design tạo là 21k 21k. Rồi thế số thí nghiệm ở điểm sau là 4, thì nếu mà chúng ta lặp lại 4 lần thì nó sẽ có 12 thí nghiệm. Và tương tự như vậy, nếu mà chúng ta 21 từ 21 trở đi thì nó sẽ xuất hiện trường hợp là gì? Mình có thể viết cái dạng dạng rút gọn trong cái đoạn mà 21k. Tuy nhiên chỗ này vẫn là 10, đó này là tăng lên. Rồi bài tập về nhà của chúng ta này làm gì này?
vẽ thầy, viết cho thầy cái ma trận thí nghiệm trong trường hợp k bằng 4, trong trường hợp k bằng 4 và n không bằng 1 không. Được chưa? Ở trường hợp thứ hai, viết dưới dạng cho thầy là dạng FC CCD. Ở trường hợp thứ hai là viết cho thầy là dạng k bằng 5, n không bằng 2 và dưới dạng là 2 mũ 5 trừ 1. Đây, trong cái trường hợp này, này. Dưới dạng RCCD. Rồi, đến cái dạng thiết kế thứ hai là dạng Box Mencken Design. Đối với cái dạng Box Mencken Design thì chúng ta làm như nào? Thứ nhất là trong trường hợp mà ít nhất là K và chúng ta sẽ phải bằng từ lớn hơn bằng 3, là K từ 3 trở lên. Đấy là K lớn hơn bằng 3. Rồi, thế thì chúng ta sẽ làm như nào nhỉ? Để xuống dẫn các bạn. Để viết. Ví dụ thầy cần viết cái dạng là 2 mũ k bằng 3, rồi n không là sử như là bằng 2 đi, và dạng của mình là dạng BPD, tức là Box Mencken, thiết kế sử dụng kinh nghiệm của dạng Box Mencken BPD 2 mũ k. Rồi thì chúng ta viết như này. Thứ nhất là số hàng, số cột thì vẫn là 3 yếu tố nên chúng ta viết 3 cột. Đó. Rồi, số thí nghiệm. Thế thì đối với lại dạng Box Mencken này chúng ta làm thế nào? Nguyên tắc này, chúng ta sẽ viết dưới dạng là 50 mũ 2 cho từng cặp. Cho từng cặp yếu tố, 2 mũ 2 cho từng cặp yếu tố, còn những yếu tố còn lại thì sẽ lấy ở mức 0, và yếu tố còn lại thì chúng ta sẽ nhận ở mức 0, tức là chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 4 thí nghiệm đầu tiên, thầy giả sử thầy lấy cặp x1, x2 thì mình rất là đơn giản thôi, chúng ta viết dạng 2 mũ 2, trừ 1, cộng 1, trừ 1, cộng 1, đúng không? Rồi x2 sẽ là ngược trừ 1, trừ 1, cộng 1, cộng 1. Còn x3 thì sẽ là 0, 0, 0 và 0. Đó. Như vậy từng cặp, cặp x1, x2. Rồi tiếp tục. Cặp thứ 2, 4 thí nghiệm tiếp theo thôi. 5, 6. 4 thí nghiệm tiếp theo. Thì đối với lại từng cặp 4 thí nghiệm tiếp theo thì mình sẽ có là bây giờ x1, x3 chẳng hạn thì mình sẽ là trừ 1, cộng 1, trừ 1, cộng 1. Còn cái này là trừ 1, trừ 1, cộng 1, cộng 1. Còn cái này là 0, 0, 0, 0. Đó. 4 thí nghiệm tiếp theo. Tiếp. 4 thí nghiệm tiếp theo là cặp x2, 3 đi. 9, 10, 11, 12. Thì mình sẽ có gì? Thì cái này sẽ là 0 hết. Và bên đây thì sẽ là gì? Từ 1, cộng 1, trừ 1, cộng 1, trừ 1, trừ 1, cộng 1, cộng 1. Hết các cặp mình có thể làm rồi. X1, X2, X1, X3, X2, X3. Hết các cặp rồi. Rồi, thì đến là người ba. N, bây giờ mình viết đến là N0 đúng không? Thì là 13, 14, 0, 0, 0. Rồi tiếp theo là N0, 1, 2,
đây là cái thiết kế dưới hiện dưới dạng box bên kem, mình tạo ở chỗ này mình hiểu chưa? Ok, bây giờ chúng ta sẽ sang thử một cái nha. Tiếp cho thầy dưới dạng là k bằng 4 n không bằng 1. K bằng 4 n không bằng 1. Phương thức đối với nghiệm của thầy dưới dạng này b b d kết hợp luôn. Bây giờ với dạng BBD này đúng không? Làm luôn như bài tập một cái tương tự là k bằng 4 nhưng mà n không bằng 2 nhưng mà dưới dạng là r c c d. Viết cho thầy hai bài tập thí nghiệm hai, một là k bằng 4 n không bằng 1 BBD, k bằng 4 n không bằng 2 là r là c c d. Dạ. Recording in-